Xin chào cả nhà. Hôm nay mình gặp lại các bạn với một món đồ mới nha. Mình mua mình tặng cho con gái mình là Quyền Trân cho ngày Christmas. Nhưng mà hôm nay quà thì tới sớm mình, nhưng mà mình cứ mở ra tặng quà sớm đi. Đó là mình mua cho Quyền Trân một cái máy laptop cái dạng này, giống như cái dạng laptop như là thắt lại vậy đó, là nó là cái hàng này là hàng Surface Pro. Thì mình thấy con gái mình ấy nó học ở trên kêu là năm nay mình có cái vụ là kêu là distance learning đó, thì nó dùng cái máy laptop của trường cho mượn đó, thì mình thấy nó không có được rõ nét lắm, giả lại cái nó mờ lắm, mình nhìn thấy không rõ. Có lẽ cái mình lớn tuổi mắt mình cũng hơi kém chút, nhưng mà mình thấy nó nếu mà học lâu dài như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới mắt của Quyền Trân, cho nên mình quyết định mình mua cái Microsoft Surface Pro để mình tặng cho Quyền Trân quà Christmas, sẵn đó là để giúp cho Quyền Trân học dễ dàng học distance learning, không có bị mờ nữa. Mà cái hình ảnh thì theo nói thì nó sẽ zoom gần, và cái màn hình của Surface Pro thì nó sẽ rõ hơn cái màn hình laptop rất là nhiều. Mình chọn cái này cũng là coi như là cho Quyền Trân học sau này luôn, thì coi như học lâu dài thì chọn cái loại tablet laptop như thế này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu mà sau này Quyền Trân có đi college cần quải máy theo thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn hiện tại thì cứ dùng để học distance learning trước. Rồi sao? Mình chọn cái này là cái 10th generation Intel Core i5 processor thôi. 128GB 8GB memory bán 723 đô. Thì đại khái đây chỉ là cái máy trung bình thôi, chỉ là để dùng cho học làm bài tập hay là lên online kiếm dữ liệu thí dụ vậy, thì nó sẽ nhẹ và dễ xài hơn là mình dùng cái laptop thường thì nó hơi cần càng. Cái này có thể để lên giống như là mình sử dụng cái iPad vậy đó, thì nó rất là nhẹ. Cái keyboard thế này thì nằm riêng mình, đây là cái sản phẩm lần đầu tiên của Microsoft mình sử dụng, mình cũng chưa biết sử dụng như thế nào nữa, thì mình cứ mở hộp ra coi cho nó có cái gì ở trong này nha. Hiện tại là cái vẫn còn siêu trong này, cái bịch này chắc cũng dễ dễ xé này, cái chỗ nào nó có bị hỏng một chút mình sẽ gỡ ra dễ hơn. Có bao gồm cái gì trong này mình cũng không biết sử dụng Surface laptop như thế nào nữa, nhưng mà mình để lần này thì mình sẽ có cơ hội thí nghiệm. Hồi xưa giờ mình thấy nhưng mà mình không có mình không có mua để thử hay là để sử dụng, nhưng mà hiện nay mình thấy cái dịp này rất là có lợi và giúp đỡ cho Quyền Trân dễ dàng học hành. Nhỏ gọn thế này, làm rất là mỏng, gọn quá chừng. Ở phía bên trong này thì mình thấy ở đây có cái memory card, không phải memory card ra, mà chỗ này là cái charging, còn ở trên này là USB port thường và một cái USB-C. Còn ở phần trên này thì cái nút power button, ở phía trên này có cái power button và volume chỗ này. Còn camera thì thật ra trên cái ní nó có cái hình để cho mình coi nha, kêu mình setup, nhưng mà mình để mình kiểm lại cái trong này còn những gì nữa. Mình
bỏ cái này qua bên cho trống chỗ. Ở trong cái hộp thì có cái này cái gì nhỏ nhỏ đi. Trong này chỉ là cái giấy này giấy gì thì mình không biết luôn, chỉ là tờ giấy thôi. Đây là giống như cuốn quick manual để họ chỉ mình cách sử dụng như thế nào. Đây là cái phần menu. Còn cái này là cái gì đây? Này chắc là cái power cord. Đúng rồi. Trong này cái hộp này vẫn chỉ là cái power cord. Đừng có cái power cord trong này. Sản phẩm này lấy ra mình cầm á, trên tay thì mình thấy cũng nuốt tay lắm. Và coi như làm cũng khá là chất lượng. Rồi phía dưới cái hộp có còn gì nữa không? Đó, vậy là chỉ hết rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Chỉ là cái power cord, cái máy và cái menu thôi. Ở phía sau này là chỉ là cái hộp thôi, chứ không có gì hết. Phía sau này không có gì hết. Chỉ đơn giản mấy cái món đồ, cái menu nhỏ, cái power cord và cái máy computer. Nhưng mà hiện tại thì nó không có cái include cái keyboard. Keyboard chỉ là cái dạng kiểu là Bluetooth keyboard ở nhà mình. Thật ra ở nhà mình có nhiều mấy cái, mình sẽ cho quyền cho mình sử dụng. Hồi trước mình mua mấy cái keyboard đó cũng là mình có cái iPad Pro 13, 12.9 em làm xuống mình cũng mua để làm phim đó. Nhưng mà mình thấy nó nặng quá, rồi cái mình mua lại cái iPad Pro nhỏ hơn chút. Rồi lúc buộc cũng dư ra cái keyboard mình bỏ nó, mình không có xài. Bây giờ có cơ hội để cho mình chăng sử dụng. Giờ để mình mở cái này. Cái này cái màn hình nó nhìn cũng khá là đẹp. Nhưng mà mình thấy thì cái giống như cái bezel của nó thì nó hơi dày hơn cái iPad nhiều. Và cũng khá nhẹ. Cái này mà đi học, học sinh mà đi học mà bỏ trong cặp quẩy đi thì nó nhẹ lắm, rất là nhẹ. Đây là cái mày cái headphone. Đây là cái hình kick-out stand ở chỗ này. There we go. Và là cái kick-out stand là kick ra như vậy. Là mình sẽ để nó đứng lên như vậy. Và cái hộp này xong để mình bỏ qua bên. Còn cái máy này. Đây là mình có thể đứng này lên bắt cao. Để cái em mình mở cái vô bên trong cái thế nào. Hiện tại là khi mình setup, để mình setup vô bên trong nó thế này. Mấy cái này đại khái thì nó hỏi nó chất mọt hết trơn à. Nó trả lời yes hết trơn à. Mình thấy cái nào cũng đại khái là ok thì mình cứ bấm accept. Và sau khi setup vào bên trong thì mình thấy nó thi hệt như là cái Windows 10 của mình thôi. Nó chỉ cái là cái màn hình này so với cái màn hình laptop của trường đưa cho quyền trang học thì nó rõ hơn gấp đôi, rõ hơn nhiều lắm. Cho nên mình thấy mình chọn cái này để giúp cho quyền trang học cái vụ distance learning thì sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Tại cái laptop trường đưa cũng kinh càng lắm, chứ không có gọn nhẹ như thế này. Nhưng mà giả lại mình cũng không có cho quyền trang dùng cái máy này để làm những cái gì giống như là ngoài cái sự học hành, cho nên mình sẽ control về mình những cái đề mình nói từ cái những cái setting và cái network của mình, thì những cái đó mình có thể set để mình control được. Thì tới đây thôi thì mình dừng lại video, hẹn gặp lại.
mời các bạn xem những cái video kế tiếp của mình.